đây là giới thiệu miếng thịt bò đã đóng gói 1 cân nhé, loại 2, bọc trong túi ni lông hút chân không nhé. Bên thịt ấy, thịt bò F1 ấy, Wagyu của sản phẩm bò sạch của trung tâm nghiên cứu Đồng Cỏ Ba Vì. Máy nhét luôn. Đấy, mình sẽ tiến hành bóc để thái nhé, thái để làm món lẩu. Bò này mùi rất là thơm luôn, bò sạch bò xịn luôn. Đấy, à, ngon chưa? Đây, mùi nhét luôn nhé. Thịt bò rất là tươi, ngon, nhìn đã luôn. Bây giờ phải tiến hành thái để lập. Thái một cái bò ăn lẩu, thái như là để nướng, ngon đấy. Bò này nhá, bò quá ngon luôn mà. Mà đây mới là loại 2 ý. Bò này là được nuôi theo cái phương pháp công nghệ của Nhật Bản, rất là sạch luôn. Từ thức ăn cho đến chuồng trại cho đến cách chăm sóc. Rất là ngon luôn. Hán siêu rảnh. Đấy, hôm nay giới thiệu món lẩu bò nhá, lẩu thịt bò F1 nuôi ở nông trường trung tâm nghiên cứu Đồng Cỏ Bò và Đồng Cỏ Ba Vì. Bò này bò rất là ngon luôn đấy, tuyệt vời, ngon tuyệt vời. Bò đúng pháp, đúng cái ăn ngay nhé, đúng cái nước lẩu chỉ thôi, rất là ngon. Thái nên thái hơi dày, thái hơi dày cho nên là quá luôn. Lẩu bò với nấm nhá. Đây, cho miếng thịt bò.
dày. Ngon chưa?